thịt này vào hơm luôn, cá này tươi. Cá nó phải đạt được 98%. Cá này phải đạt 98% so với cá sống. Đây. Hả? Ở đây làm cái gì, vừa lên trên này xong. Yeah. Lên trên này.
Chị quay hộ em cái đầu thôi. Hả? Không cần. Tốt nhé.